Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em lên bán hàng nữa như cả nhà. Mong cả nhà thông cảm nha. Tại vì nói chứ quay mà bán hàng và mấy 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 chị hay mấy cô coi cái cũng chán, cả nhà coi cũng chán. Nhưng mà mấy chị, có nhiều chị đã nói hồi em bán hàng thì em phải lên em giới thiệu mấy chị mới thấy, mấy chị mới mua được chứ. Thì em cũng nghe lời. Thì hôm nay em lại giới thiệu trà giảm cân của chú Tám nha cả nhà. Đang có promotion mua 3 tặng 1, một hộp như vậy là 25 đồng. Cho một hộp có 40 gói thải độc gan của chú Tám cũng vậy, 25 đồng một hộp nha. Rồi cao tổ của chú Tám Lily khỏi cần giới thiệu, với nhà đã biết nó tốt rồi. Chỉ các loại bệnh mà về gan nhiễm mỡ nè, high cholesterol nè, bệnh tiểu đường nè, tan mỡ bụng, mỡ tay, mỡ đùi là mấy chị uống rất là good feedback nha cả nhà. Đang có promotion mua 5 tặng 1 là cái này. Cái này về mà mấy bác hay mấy chị mà mất ngủ á, thì mấy chị mua một hũ mật ong ngâm với đông trùng hạ thảo, có kỷ tử, có sâm, có nhị hoa nghệ tây. Một ngày mình uống, chiều mình uống hết chứ, uống ăn cơm xong mình uống cũng được, để cho mấy chị mấy bác dễ ngủ hơn. Cái này uống giúp mình ngủ không có trằn trọc, nhìn sẽ giống vậy đó cả nhà. Cái này thì một hũ ha, cả nhà uống có tùy theo một, mỗi lần mình bỏ vô cái ly mình múc hai hai muỗng cà phê bỏ vô nha cả nhà. Còn cái viên thuốc trắng, cái này là mấy chị không có nám, mấy chị mình chỉ muốn trắng thôi, trắng thôi, thì mấy chị mua cái viên thuốc này trắng này của Lily nhé. Còn Lily có hai loại kem, một cái là cho trắng da, nám, tàn nhang, một cái bên đây là cho cấp ẩm cho da. Làm trắng da, thu hồi mấy cái lỗ chân lông cho nó nhỏ lại nha, với lại chống chảy xệ. Mình lớn tuổi, như Lily lớn tuổi thì tới lúc mình cũng phải chống như xệ hay nhăn đó, thì mấy chị xài cái hũ này cho em nha. Còn mấy chị nào bị nám với tàn nhang thì mấy chị xài hũ xanh. Còn mấy chống chảy xệ với lại moisturize your skin thì mấy chị xài hũ màu trắng cho em. Rồi thuốc đây thì có 3 loại trà của chú Tám. Thuốc này là của Mỹ, còn này của Nhật nha cả nhà. Này mỗi tháng thức dậy mình uống 2 viên, này mỗi sáng thức dậy mình uống 4 viên. Của Nhật viên nó rất là nhỏ nên cả nhà uống không có sợ khó uống hay là ngán nha. Thì mình nhiều lúc mấy chị đi vacation hay đi đâu đó, cầm theo cũng gọn hơn, còn mình ở nhà thì mấy chị uống trà cũng được nha. Rồi bây giờ Lily có bán kem Hosi, bữa giờ giới thiệu cho cả nhà rồi đó. Cái này là chai chống nắng của Hosi, cái này là chai serum, còn cái này là kem ngày và đêm chung một 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 hũ nha cả nhà. Mà với lại mấy chị nói thấy trên ở Facebook người ta giới thiệu nhiều quá, không biết ai bán thiệt hay ai bán giả, thì mấy chị cứ mua hộp kem này về đi. Mình lật lên ở dưới cái đít nó là cả nhà có 8 gốc là thiệt, 6 gốc là hàng giả nha. Mấy mấy chị hay mấy cô lật lên thấy 8 góc điếm đúng, 8 góc là hàng thiệt, 6 góc là hàng giả nha. Đó là bộ kem của Hosi, thì quay cho cả nhà coi nha. Đó là như vậy. Serum, kem chống nắng, tối thì mình chỉ xài serum với kem thôi. Có toner nữa. Toner thì ở đây có toner với lại sữa rửa mặt, có nguyên bộ, có sủi luôn. Tùy theo cả nhà mình thích mua một set như vậy không, hay là mua một set đầy đủ. Sẵn có hôm nay có chị Linh qua chơi, Lì quay quay bán hàng trước, rồi xong mà lát chị Linh tới, cũng không có nấu gì hoành hoành tráng cả nhà, nên quay cho cái xe cho cả nhà thôi nha. Để gì lát chị Linh tới thì quay tiếp nha cả nhà. Là món trứng gà đãi chị Linh nha cả nhà. Cái này là cá mà. Còn này thì làm cá lát ăn lẩu, cá thác lát với khổ qua hả? Khổ qua. Còn này khổ qua, hủ qua gì biết. Rồi này ốc nha cả nhà đang luộc. Hai chị em thích ăn ốc, ốc với cua luộc. Cua thì đem ăn bớt rồi. Dạ. Hấp dẫn không cả nhà? Chân gà có ly lì đây. Ê hả? Dạ. Chị Linh mới tới nha cả nhà. Hello, chào cả nhà. Khoe cả nhà nha, làm cho chị một bóc cái nha, bóc là ngon chị. Bóc Móng ruốc xào với bacon nha cả nhà. Ăn thử đi chị.
chết người, chết người. Trời mưa nè, rất là mưa ở Orlando, Florida này, ở cả nhà mưa mỗi ngày nên ăn cái này với cơm. Cái món mà hao cơm á. Hoành tráng không cả nhà? Cái hai chị em. Đã này ăn sao nó kẹo kẹo vậy ta? Là gì chị? Nó đặc á. Đâu có đâu, ta lạnh quá không? Này là cua luộc nè, cua hấp, ốc hấp, chân gà. Đó. Hàng về nhiều lắm nha cả nhà. Nãy em cũng xin cho phép ở nhà làm mấy phút. Chà giảm cân. Mời chị ngồi đấy chị. Mời chị. Mời cả nhà nhé. Con em nó không hy đông hơi. Không có thích ăn. Ăn ốc thì ăn, mà ăn cua là không mà. Cua mà lỗi bộ lắm. Mà bự mà lột thì chàng ăn chứ mấy này chàng ăn. Hình như cua tháng này nó không được cứng thịt, nó lỏng thịt không chị? À, cái này hơi lỏng nè. Tại sao mùa mưa ha, tại tháng này chị? Không rảnh. Đang nói nha, cua mà mặt trăng sáng là cua bị ốp. Mà hôm qua giờ em hỏi chị đó, chị thấy mặt trăng đâu có sáng đâu. Đúng rồi. Vậy được rồi em ơi. Nó tệ hơn cái này. Nó vậy đúng rồi. Nhưng được rồi em mua cũng giống vậy. Nó ốp nè. Dở vậy à? Vậy tháng này không nên ăn cua. Đúng không chị? Vậy à? Có giọng nói con khác. Được rồi. Ngon quá. Uống cái này làm sao? Uống ly rồi, uống được rượu kia làm như là nó sao? Sao sao á. Nó ngọt á hả? Ừ. Nó ngọt mà nó say mình chóng chóng luôn á. Vậy hả? Nó đỡ bụng đó bụng. Này nó mà đẩy mấy chị em ăn cua xong, ốc xong, giờ tới ăn lẩu cá thác lát nha cả nhà. Cá thác lát nè, nhất khổ qua. Nhớ hủ qua. Khổ qua. Khổ qua, hủ qua vậy đó. Hấp dẫn không cả nhà? Đây. Chín rồi đó, từng cái này chín quá, chín quá nó hết ngon. Dạ dạ. Rồi, sức đủ thứ hết trơn á, còn không ngon hết. Gán là đáng đợi em. Em đang deal với cái bên mụn. Em lấy mụn với lại xà bông mỗi đâu là không có mụn. Mình lớn mình già là mụn nữa. Đang nói về mụn hay là Lê nói là Lê sẽ có cái sắp tới thì sẽ có cái xà bông gội đầu cho mấy mình ở Mỹ này hay là ở đâu cũng vậy, nhìn mình gội đầu không bị rụng tóc á chị. Em đang trên đường về xà bông gội đầu rụng tóc cho bên Hàn Quốc nha cả nhà. Với lợi thuốc trị mụn, với lợi rửa facial wash cho về mụn nha. Mụn là mấy rồi mấy cái tuổi con em ấy thành niên á. Dạ, giống như Tony như con của Lily đó là 15 16 tuổi đã có mụn rồi. Mụn được rồi rất là nhiều luôn. Hả chị ăn em ăn bác. Cảm ơn chị. Đang Lily có là sắp tới là đang cho Lily chứ khai tuần tới sẽ về là kem dưỡng mụn, kem sữa rửa mặt, cái hóa là sữa mà để rửa mặt cho về da mụn nha cả nhà. Từ tới thì sẽ có cho mấy chị, cho mấy cháu với là mấy bé rồi mấy mấy tuổi dậy thì teenager mà 15 16 tuổi giống như con của Lily vậy đó, tuổi dậy thì đó. Dạ. Hôm nay nấu lẩu cá thác lát nha cả nhà. Dạ. Cái thác lát thì bữa là liền ăn mua. Ăn chiều giờ ăn mấy món rồi đó. Cái thác lát này bữa là liền mua ở Việt Nam á. Nên thủ qua cái ông qua cho mát. Đã làm phát thì cho chị. Quá là chị. Đây. Nên sẽ có xà bông gội đầu. Xà bông 2-in-1 shampoo and conditioner. Cho tóc rụng á. Rồi cái thứ gì là cho thuốc sức mụn với là rửa
facial wash chưa về cho da mụn á cả nhà, đang trên đường về nên lần sau rồi sẽ làm video, rồi mấy cái đó về rồi sẽ làm video cho cả nhà coi nha. Mời cả nhà, mời cả nhà. Hai chị, hai chị em lẩu chả cá thác lát, không ăn bún là đẹp. Nó cái miệng nó đẹp mà sao không giờ thấy Lily ốm chết chưa đây à, mà an toàn là bán độc lắm mà. Nói à, cô này cô bán trà giảm cân, thuốc giảm cân, thế cổ không có xuống tại em ăn khuya quá, mong cả nhà thông cảm nha. Giờ sao giờ đồ ăn ngon mà không cho ăn không được chị ơi. Đúng rồi. Mời cả nhà. Hôm qua có đăng cái video, cô kêu nó trời, hai chồng em làm video dở quá, làm mấy năm trời mới không có view nữa. Giờ em nói giờ là em biết làm sao, chị vô coi là em đã có view rồi. Khổ không được chứ hả, chả dài á, dài lâu á. Đây là đợi. Chả cá hôm bữa mua Việt Nam. Thế về Việt Nam á, mình mua chả cá đem qua là good nhất. Tại vì chả cá Việt Nam nó không có nhiều chỗ nào mình biết chỗ mua, nó không có pha bột hả chị hả? Dạ. Rất dài, nó ngon, thiên nhiên. Được. Hai chị em ăn quá no. Nên no cho chị. Quá no luôn á, quá no hết cho đẻ luôn. Chị Lê Lì với chị Linh cũng từng gặp quá một lần, khi hai tuần mới gặp một lần. Tại nhà chị qua nhà Lê Lì cũng hơi xa như cả nhà, cũng lái xe cũng 50 phút mà chị hả? Dạ, tiếng cũng tiếng đồng hồ hả? Lê Lì chạy chậm thì khoảng 1 tiếng nha cả nhà. Tiếng đồng hồ. Hôm nay nào nấu ốc luộc, lẩu cá thác lát, chân gà, rồi cua luộc, mấy cái món mà đơn sơ giản dị thôi chứ nói nhiều thì cũng chịu thua không biết nha cả nhà. Thôi video đã dài, thôi cho chị Lê Lì no hả chị? Thôi rồi video đã dài, thôi cho hai chị em xin chào tạm biệt cả nhà tại đây nha. Hẹn cả nhà là next video rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Xin chào và tạm biệt, bye bye. Chị nhờ say hi, chị nhờ con trai hơn bất cỡ nha cả nhà.